Hoàng Vũ, quận Vũ, chào anh chị các bạn. Mình ra đồng, hôm nay chạy về miền Đông. Đây có máy cua ta đi xe 10 lớp. Mới qua đám hẹn cắt chặt bờ. Đám này cũng có chậu ngã cho ấy. Cua không biết lưu gì. Rộng dài, thơm. Miền Đông cắt lúa thì nó cắt kỹ, nó chạy chậm. Cho nó kêu dặn dặn dạ, quay đu hình lúa, quay đu hình lúa chứ. Ở đây mình làm lúa gì chứ? Lúa gì chú? Cái này hồng dài giống thơm. Dạ có chuột không chú? Có chuột không? Có chuột không? Có chuột luôn. Trời ơi, con bắt chuột luôn. Không ai ra cái nè, cái dấu chuột. Cắt cái đường này luôn rồi chạy. Chạy bên kia chặn đầu. Nguyên cánh đồng này, cắt cái đó, còn cái đám này. Cắt cái chuột nhiều á. Không đem xuống làm gì, em canh bắt chuột cái gì đó. Có một số hình ảnh nó hơi ngược nắng. Mình đi theo máy cắt, phải cẩn thận với bạn xem. Để 10 lớp. Cánh đồng cắt gần hết rồi đó. Kỹ chạy nhậm qua đừng có nói tài xế yếu như yếp nha, lúa thì họ rất là yếu.
không đủ lúa. Chiếc này không mới. Bụi ghê. Cảm chạy ra cho luôn. Mông trước mông sau. Thử bạn coi cái máy chặt lúa trước rồi máy chạy cho lúa. Cái này đâu? Nước khô. Siêu là đâu ạ? Quá bụi chim én nó bay lại lại lại. Đồng này máy 60, máy 70 mà quá chiếc. Yếu cắt lúa ở địa phương. Qua wow, bụi, có đổ bụi, xì cho bụi không? Không có hút bụi đó là tài xế hít đã luôn. Rồi lũi rồi. Rồi cái video tới đây kết thúc luôn các anh chị các bạn. Mặc dù không có